Chào mừng các bạn đã quay lại với A2U Exploring Gaming. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series Dead Prison. Thì ngày hôm qua mình cũng đã chết ở vị trí này và bây giờ mình chưa có sống lại, chưa có đặt lại cái chỗ để sống lại, cho nên ở này hơi xa. Nhưng mà được cái là chúng ta đã biết cái chỗ cái máy phát điện còn lại rồi. Chúng ta đi cho nhanh nào. Đi 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 thôi. Chỗ này đây. Chúng ta hên 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 cũng hên. À, sống lại cũng ngay gần chỗ này cũng ok rồi. Ôi, phí quá. Một hit nữa. Chết luôn. Rồi xong mấy con này thì chắc chắn là chết rồi, không có quan trọng lắm. Ấy gì vậy? Painkiller gì mà hồi máu không có nhiều chừng. Rồi, ok rồi. Chắc chết luôn. Adrenaline. Reader Toxic Bomb. Chỗ này sao vô? Chỗ này à, đây nè, đây nè, đây nè. Adrenaline shock. Hoài chết đi. Nghe thấy mà mệt. Ở đây đồ ăn cuối cùng cũng thấy được đồ ăn. Painkiller không. Cục đá này không có bị hư. Chắc không cần nó đâu. Instant heal flat đâu rồi, mình sẽ uống cái adrenaline nữa. Rồi đi. Đây hay quá. Bên killer nữa. Giục cái quần này ra đi. Rồi. Trong này không có gì. Đâu, đâu rồi? Chúng ta coi thử hết. Còn bên hông này vô đây có gì không? Lúc nào cũng phải có món gì đó. Này bỏ lại. Ờ, có cái gì lại đây? Sharpened one. Mình không muốn bỏ lại mấy cái này.
Rồi, chỗ này không có gì cả hả? Sắp nạt one. Bỏ mấy cây này lại đi. Sắp nạt one không. Sắp nạt one không. Nạt two. Machete. Smite. Chắc không lấy knockback, lấy smile. Rồi, đi. Thôi, chúng ta quay lại cái gì đây? Rồi. Tức chưa? Amori đó. Bây giờ không có chìa khóa để mở Amori. Ta phải vô kiếm cái gì. Bên này. Bởi vì hồi nãy đã sử dụng hết cái số lượng chìa khóa rồi, cho nên không biết sao nữa đây. Chìa khóa sử dụng hết rồi, sao mở cửa hết được. Không có lấy cái chìa khóa nó lại được nữa. Cái Amori đó không vô được luôn. Still alive there? Are you infected? You know what? Never mind. Không biết. Đi không, đừng quan tâm. Ôi, họ sẽ tới cứu chúng ta. Reason entered and we look lower the barrier. Move. Hả? Anton, ở đâu? Để lên trên này coi thử. Không biết là cái cổng của cái nhà tù này ở đâu. Có thể là ở bên khu đó. Để chúng ta đi đường kia xuống đi. Chẳng biết nó ở đâu. Khó thiệt. Ở bên này. Vậy mình đang đi đúng hướng. Cái này không biết có đi ra được hay không. Cái cửa này không mở. Rồi, phải đi vòng lại nữa rồi. Ý, có miếng thịt. Bây giờ mình không biết là cái cứu hộ cứu nạn nó đang đâu nữa. Chắc đi qua bển coi.
cứ bị đói hoài mà không có đồ ăn. Đây phải entrance không đây? Ở đây có cái cửa. Này là adrenaline. Ủa? Tăng tốc độ di chuyển lên. Smile Spike. Gì đây? Stone Connect Authorized Vehicle Waveform. Không có gì nữa à? Chúng ta đi thẳng lên xem nào. Đâu rồi? The virus seemed to differ from person to person. I finally managed to make something that can slow them down. I call it a medical smoke bomb, but no cure yet. And to be honest, we think we're done forever. The prisoners aren't infected. Lab. Lấy cái này đi. Bây giờ chúng ta chắc chỉ có một đường là đi thẳng thôi chứ. Đúng rồi. Vậy đi cho dễ xử. Nữa hả? Hoài vậy. Nè nè bắn chúng vậy giỡn hả? Đâu phải dư giả gì đâu, mày như mấy cái đuốc vậy đó. Chết đi chết đi, hãy kỳ vậy. Còn gì nữa không? Bắn nó bệnh coi. Rồi hãy xem thử coi. The car has the key but need refuel. Chả phải tìm nữa hả? Drop it here. Được rồi, có chỗ để sale lại rồi. Có chỗ để lưu rồi. Cất bớt painkiller nhiều quá. Đấy, mấy cái này hay lấy xài trước chứ. Painkiller nào mà có stuck thì để lại sau. Đi à, ta đóng lại cái này đi. Ở đằng trước này. Door close luôn. Need fuel your car. Rồi ok. Ta đi. Bây giờ chúng ta không thể nào quay lại được nữa rồi. Ây da.
bắn nữa. Ấy đông nha, đông nha, xử một ngày trước. Còn gì nữa? Đông quá vậy. Còn gì nữa không? Ha, có hai con kìa. Phiêu một cục. Có được ăn nó không đây? À, sao lấy? Đây đây đây, lấy được, lấy được, được. Được không? Không tới. Ê, đây là ấy à, nông dân, những người nông dân. Có gì với em đâu rồi, có gì không nữa đây? Không có đúng không? Hay rồi. Đâu, không có gì nữa. Gì nữa đây? Được rồi, ngon, ngon, ngon. Đủ 3 cục fuel rồi. Sao dễ quá vậy? Tìm cái này sao dễ quá vậy? Theo mình nghĩ chắc là phải, lát nữa chúng ta phải thủ cái gì nó nữa đây. Rồi. Adrenaline, quốc luôn. Rồi. One rule to battery. Italy. Cái gì mà đông quá vậy? Medical smoke bomb. Jack. Ta phải đi tiếp tục tìm những cái đâu rồi, đâu rồi, được rồi, được rồi. Còn gì nữa đây không? Chà, chỗ này bự quá vậy. Bự lắm à nha. Mình sẽ đi qua đây luôn. Đi kiếm thử coi xung quanh đây có gì hay không. Cái đầu zombie. Không qua được. Không có gì ở đây cả. Ấy, đâu có giỡn đâu, sao đông quá vậy? Và chúng ta đã ra được tới ngoài, khỏi thoát khỏi được cái nhà tù rồi. Và thời gian thì cũng đã hết. Các bạn cũng đừng hãy quên thích và cũng như theo dõi channel của mình để xem được những video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.